nhà sản xuất ô tô Đức cuối cùng đã chính thức trình làng mẫu xe đen cỡ trung Volkswagen Virtus hoàn toàn mới tại Ấn Độ. Mẫu xe này được thay thế cho người đàn anh Vento đã cũ. Dự kiến Virtus sẽ được bán ra tại Ấn Độ vào tháng 5. Sau khi ra mắt, mẫu xe đen mới của Volkswagen sẽ đối đầu với Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City, Maruti Suzuki Kia và Skoda Slavia mới ra mắt. Điều thú vị là Virtus chia sẻ nền tảng, tính năng, thành phần và động cơ với Slavia. Tuy nhiên, cả hai mẫu xe này trông vẫn khác nhau rõ rệt. Tương tự như Skoda Slavia, Volkswagen Virtus mới là mẫu xe thứ hai của thương hiệu dựa trên nền tảng MQB được bản địa hóa. Cả hai hãng xe sẽ sử dụng kiến trúc này để phát triển các mẫu xe cho những thị trường mới nổi. Đây là một nền tảng đồng nhất nhưng có thể thay đổi, tương thích với các kiểu dáng xe khác nhau bao gồm hatchback, sedan và SUV với chiều dài cơ sở khác nhau. Nền tảng MQBA không in sẽ cho phép các nhà sản xuất ô tô giới thiệu nhiều sản phẩm ra thị trường nhanh hơn trước, với hiệu quả tốt hơn và chi phí sản xuất thấp. Như đã đề cập ở trên, Volkswagen Virtus mới sẽ thay thế mẫu xe Vento tại Ấn Độ. Tuy nhiên, Virtus có kích thước lớn hơn và được trang bị tốt hơn. Mẫu xe đen mới của Volkswagen có kích thước dài 4.561mm, rộng 1.752mm và cao 1.507mm với chiều dài cơ sở 2.651mm dài nhất trong phân khúc ở phía trước, xe có lưới tản nhiệt nan đơn với viền chrome bao quanh, đèn pha LED projector tiêu chuẩn tích hợp đèn LED DRL, hình chữ L và một hốc gió rộng với đèn sương mù ở hai bên. Phần hông xe được tô điểm bởi bộ la răng hợp kim hai tông màu, anten vây cá mập, tay nắm cửa mạ chrome và gương chiếu hậu màu đen tương phản. Chiếc xe đen có đèn hậu LED bao quanh ở phía sau. Virtus sẽ được phân phối với phiên bản GT Line có huy hiệu GT trên chắn bùn trước. Mẫu đen này sẽ được cung cấp với 6 tùy chọn màu sắc. Hầu hết các tính năng của Volkswagen Virtus tương tự như Skoda Slavia. Virtus đi kèm hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 10 in, với kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây. Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn, sạc điện thoại không dây, ghế trước bọc da thông gió, hệ thống âm thanh 8 loa, điều hòa khí hậu tự động, các tính năng xe hơi được kết nối, cửa sổ trời chỉnh điện, điều khiển hành trình vào cửa không cần chìa khóa và một số tiện ích khác. Bộ trang bị an toàn của Volkswagen Virtus bao gồm hệ thống giám sát áp suất lốp, 6 túi khí, kiểm soát ổn định điện tử, hệ thống vi sai điện tử, phanh khi va chạm nhiều lần, camera đỗ xe phía sau và giá treo ghế trẻ em Isofix. Về sức mạnh, Volkswagen Virtus sử dụng động cơ xăng tăng áp TSI 1 lít, 3 xi lanh và TSI 1.5 lít, 4 xi lanh. Động cơ xăng dung tích nhỏ hơn mang lại công suất được công bố là 115 mã lực với mô men xoắn 178 Nm, đi kèm với các tùy chọn hộp số sàn 6 cấp và hộp số tự động chuyển đổi mô men xoắn 6 cấp. Động cơ xăng công suất lớn hơn, tạo ra sức mạnh trị giá 150 mã lực với 250 Nm, và nó có thể được sử dụng với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 7 cấp DSG. Xe cộ XXX